Em hướng dẫn các chị từng bước bài này nhé. Động tác thứ nhất ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ ba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mũi thứ 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bài này nhảy theo nhạc nên các chị lắng nghe nhạc để nhảy theo nhé, từng đoạn nhé. Rồi, bây giờ em quay lưng lại cho các chị dễ tập nhé. Động tác thứ nhất ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 10. Lặp lại của động tác thứ 9. Động tác thứ 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 12. Lặp lại của động tác thứ 11. Các chị cứ nghe là lắng nghe nhạc và nhảy theo từng động tác ấy. Giờ em nhảy bài cùng hướng cho các chị dễ tập nhé. Let's go to work. Clap, 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 clap your head. Get fucking with it. Clap, 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 clap your head. Let's go to work. Clap, 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 clap your head. Get fucking with it. Clap, 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 clap your head. DJ Torrance, on the mix.